Thế cờ Messi với Ronaldo, ai sẽ là người giành chiến thắng? Sáng 20 tháng 11, người hâm mộ bóng đá ngỡ ngàng khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đăng tải chung một bức ảnh. Nhiều người hâm mộ đã phát cuồng, đồng thời cho rằng đây chính là khoảnh khắc mang tính lịch sử khi CR7 hợp tác với ngôi sao đang chơi cho PSG. Nội dung của bức ảnh là Messi và Ronaldo đang đấu trí cho một ván cờ vua. Thế cờ của ván này được lấy từ một trận đấu có thật giữa hai kỳ thủ đẳng cấp thế giới, Magnus Carlsen và Hikaru Nakamura. Magnus Carlsen vẫn đang giữ ngôi vị vua cờ, dù anh vừa từ bỏ trận tranh ngôi vương sẽ diễn ra vào năm 2023. Còn Hikaru Nakamura luôn nằm trong top 5 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là thế cờ tàn cuộc của trận đấu giữa Magnus Carlsen và Hikaru Nakamura diễn ra tại vòng 3 giải cờ vua Na Uy năm 2017. Cờ tiêu chuẩn. Trận này kết thúc với việc hai kỳ